Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, bài 16, trang 184-191. Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1. Một la mã những nội dung cơ bản cần chú ý. Bài kiểm tra cuối học kỳ 1 nhằm tập trung đánh giá một cách toàn diện những cái kiến thức và kỹ năng đã học trong ngữ văn 7 tập 1 theo cái tinh thần tích hợp. Như thế, học sinh cần phải chú ý ôn tập cả 3 phần văn, tiếng Việt và tập làm văn để có thể vận dụng một cách tổng hợp trong một bài viết. Một nhỏ là về phần văn, thì trọng tâm chương trình ngữ văn lớp 7 là đọc hiểu tác phẩm trữ tình và tác phẩm nghị luận dưới các hình thức thể loại khác nhau. Chương trình học kỳ 1 tập trung hiểu các tác phẩm trữ tình bao gồm thơ ca dân gian, thơ trữ tình trung đại, thơ đường, thơ và tỳ bút hiện đại. Khi ôn tập, học sinh cần chú ý một số nội dung cơ bản sau. A. Nắm được cái đặc điểm thể loại của các tác phẩm trữ tình đã học, cụ thể là đặc điểm ca dao dân ca Việt Nam, đặc điểm thơ trữ tình trung đại Việt Nam, đặc điểm thể tùy bút. Để nắm được các nội dung trên, học sinh chú ý đọc kỹ phần chú thích sau. Sau văn bản đầu tiên của mỗi thể loại, cụ thể là chú thích về ca dao dân ca bài 3, chú thích về thơ trung tạ đại ở bài 5, chú thích về tùy bút ở bài 14. Thì còn có rất nhiều chú thích nữa. B. Nắm được nội dung cụ thể và vẻ đẹp của các tác phẩm trữ tình đã học trong chương trình. Trước hết là nội dung của những bài ca dao theo 4 chủ đề chính như sau. Những câu ca dao về tình cảm gia đình, ca ngợi công ơn sinh thành và nuôi dưỡng to lớn của cha mẹ. Những câu ca dao về tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi những danh lam thắng cảnh, những cái vẻ đẹp của giang sơn gấm vóc, của những cái di tích lịch sử gắn chặt với đời sống tinh thần dân tộc. Những câu hát than thân bộc lộ những nỗi lòng tê tái, nỗi thống khổ, nỗi khốn khổ, đắng cay, tủi nhục của người dân lao động, đặc biệt là thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Những câu hát châm biếm nhằm phê phán và chế giễu những cái thói quen, những cái thói hư tật xấu trong cái đời sống cộng đồng và gia đình, bằng nghệ thuật trào lộng dân gian, giản dị mà sâu sắc. Các bài thơ trữ tình trung đại Việt Nam có nội dung rất phong phú nhưng vẫn tập trung vào hai chủ đề lớn, đó là tinh thần yêu nước và tình cảm nhân đạo. Tinh thần yêu nước chống xâm lăng, lòng tự hào dân tộc và tình yêu cuộc sống thanh bình được biểu hiện rõ nét ở các bài thơ như là Sông núi nước Nam, Hoa giáo về kinh, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trong ra, vân vân. Tình cảm nhân đạo thể hiện ở cái tiếng nói phê phán chiến tranh phi nghĩa đã tạo nên các cuộc chia ly đầy sầu hận như Chinh phụ Nam Khúc. Ở tiếng lòng xót xa cho thân phận Long Đông, bãi nội ba chìm mà vẫn trong trắng, sắc son của người phụ nữ bánh trôi nước. Ở tâm trạng ngậm ngùi da diết nhớ về một thợ vàng son đã mất của bà huyện Thanh Quan qua đều ngang. Các bài thơ trữ tình hiện đại như Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Hồ Chí Minh, Tiếng gà trưa, Xuân Quỳnh, bên cạnh các bài tùy bút giàu chất thơ như Một thứ quà của lũ non, Cớm, Thạch Lan, Mùa xuân của tôi, Vũ Bằng. Tuy mỗi bài, mỗi vẻ nhưng đều có cái chung một điểm, đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu cuộc sống bình thường, giản dị mà rất đổi diệu kỳ. Ba tác giả thơ đường được học trong ngữ văn 7 tập 1 là Lý Bạch, Đỗ Phủ và Hạ Tri Chương. Thì những bài thơ của các tác giả này ca ngợi cái vẻ đẹp và tình yêu thiên nhiên, xa ngắm tháng núi lưng, lòng yêu quê hương sâu đậm da diết, cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh, ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, và tình cảm thân ái vị tha, vì con người, bài ca nhà tranh bị gió thu phá. C. Nắm được cái biểu hiện cụ thể của các đặc điểm thể loại ở các tác phẩm trữ tình đã học, cách thức trữ tình, vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vai trò và tác dụng của các biện pháp tu từ trong các tác phẩm trữ tình. Từ đó có thể phân biệt được ca dao và thơ lục bát, thơ đường và thơ hiện đại, thơ đường và thơ đường luật, thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm qua một số tác phẩm đã học, trả lời được tại sao tùy bút lại có thể coi là tác phẩm trữ tình. D. Ngoài trọng tâm là các tác phẩm trữ tình đã nêu thì cần phải chú ý đọc hiểu một
vài văn bản nhật dụng nắm được cái nội dung và ý nghĩa của các văn bản này. Ví dụ như là vai trò và tầm quan trọng của nhà trường trong văn bản là cổng trường mở ra. Tình cảm và tấm lòng người mẹ qua các văn bản như cổng trường mở ra, mẹ tôi. Vấn đề quyền trẻ em và văn bản cuộc chia tay của những con búp bê. Tiếp theo là hai nhỏ về phần tiếng Việt. Về phần tiếng Việt, ở ngữ văn bài tập 1 thì có mấy yêu cầu chính đối với học sinh như sau. A là nhận diện được từ ghép, từ lái, đại từ, từ Hán Việt, quan hệ từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm. Thành ngữ, các biện pháp Việt ngữ chơi chữ. B là biết vận dụng các kiến thức tiếng Việt khi nói, viết và khi đọc hiểu các phát văn bản chung ở phần văn. Tiếp theo là ba nhỏ về phần tập làm văn. Thì trọng tâm của chương trình tập làm văn trong ngữ văn bài tập 1 là văn bản biểu cảm. Học sinh cần chú ý để nắm được các nội dung chủ yếu như sau đây. A là tìm hiểu chung về văn bản biểu cảm, cụ thể là thế nào là biểu cảm, nhu cầu và mục đích của biểu cảm. Đặc điểm của văn bản biểu cảm, các yếu tố tự sự miêu tả trong văn bản biểu cảm, tình cảm trong văn bản biểu cảm. B là biết cách làm một bài văn biểu cảm, các dạng lập ý cho bài văn biểu cảm, cách làm văn biểu cảm, viết bài biểu cảm về một sự vật con người, viết bài biểu cảm về một tác phẩm văn học. Tiếp theo hai la mã là về cách ôn tập và hướng kiểm tra đánh giá. Thì chương trình ngữ văn được xây dựng theo cái tinh thần là tích hợp, vì thế khi ôn tập, các học sinh cần chú ý như sau. Một là các kiến thức về văn tiếng Việt, tập làm văn đều dựa vào cùng một hệ thống văn bản chung để khai thác và hình thành. Khi học ôn cần liên hệ và gắn các kiến thức của mỗi phần với các văn bản chung có trong sách giáo khoa. Hai là do yêu cầu đổi mới cách đánh giá, bài kiểm tra áp dụng một phần cái hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, thì phần trắc nghiệm sẽ kiểm tra một cách tổng hợp trên một diện khá rộng các kiến thức đã học. Vì thế không nên học tủ, học lệch mà phải ôn tập toàn diện đầy đủ. Ba là cấu trúc một bài kiểm tra thì thường gồm có hai phần, đó là phần trắc nghiệm chiếm 50% số điểm, khoảng 10 câu, và phần kiểm tra các kiến thức về đọc hiểu về tiếng Việt về phần tự luận chiếm 50% số điểm. Thì nhằm kiểm tra kiến thức và kỹ năng tập làm văn qua cái việc thực hành viết một bài hoặc đoạn văn ngắn. Bốn là học sinh có thể tham khảo đề kiểm tra như sau. Đề kiểm tra cuối học kỳ 1. Thời gian làm bài là 90 phút, không kể thời gian chép hoặc giao đề. Thì đề bài gồm có hai phần, một phần 1 la mã là phần trắc nghiệm. Tức là ở đây là một cái đề kiểm tra cuối kỳ, các em có thể tham khảo. Phần 1 la mã trắc nghiệm, đọc kỹ đoạn văn và các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách lựa chọn câu trả lời đúng nhất. Mùa xuân của tôi. Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa rêu rêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng. Đẹp quá đi, mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến, nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau rằm tháng giêng. Tết hết mà chưa hết hẳn, đào hơi phai nhưng nhiệt vẫn còn phong. Cỏ không mướt xanh như cuối đông, đầu giêng nhưng trái lại nức một mùi hương mang mát. Ngữ văn 7 tập 1. Câu số 1. Đoạn văn mùa xuân của tôi được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? A. Miêu tả. B. Biểu cảm. C. Tự sự. D. Nghị luận. Thì các em sẽ ở đây các em sẽ trả lời. Tức là em chọn cái đáp án nào đúng thì các em sẽ chọn. Thì ở đây câu số 1 này, đoạn văn mùa xuân của tôi được viết theo phương thức biểu đạt đó là phương thức biểu đạt chính đó là biểu cảm, như vậy các em sẽ chọn là câu B.
Tiếp theo câu 2. Tác giả đoạn văn mùa xuân của tôi là ai? A. Vũ Bằng, B. Thạch Lam, C. Xuân Quỳnh và D. là Nguyễn Tuân. Thì tác giả đoạn văn mùa xuân của tôi đó là của Vũ Bằng, nên các em sẽ chọn là đáp án A. Tiếp theo câu 3. Câu nào thể hiện rõ nhất cái tình cảm yêu mến của tác giả đối với mùa xuân Hà Nội? A. Mùa xuân của tôi là mùa xuân có mưa rêu rêu, gió lạnh lạnh có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh. B. Đẹp quá đi, mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thương yêu, của Bắc Việt thương mến. C. Đào hơi, phai nhưng nhị vẫn còn phong, cỏ không mướt xanh nhưng cuối đông đầu riêng. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng, Tết hết mà chưa hết hẳn. Như vậy, các câu thể hiện rõ nhất cái tình cảm yêu mến của tác giả đối với mùa xuân đó là câu B. Thì các em sẽ chọn là đáp án B, đẹp quá đi. Mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu và của Bắc Việt thương mến. Rồi, tiếp theo câu số 4. Trong đoạn văn mùa xuân của tôi, tác giả đã dùng mấy từ lái? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Thì tác giả đã sử dụng ba từ lái đó là riêu riêu, lạnh lạnh và xa xa. Như vậy các em sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu 5. Trong câu văn đào hơi phai nhưng nhị vẫn còn phong cho đến hết thì từ phong có nghĩa là gì? A. Đẹp đẽ, B. Cơn gió, C. Bọc kín và D. là oai phong. Thì từ phong ở đây có nghĩa là từ bọc kín, cho nên các em sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 6. Trong các từ sau đây, từ nào đồng nghĩa với từ thương mến? A. Kính trọng, B. Yêu quý, C. Gần gũi và D. là nhớ nhung. Thì đồng nghĩa với từ thương mến đó là yêu quý. Vậy các em sẽ chọn là đáp án B. Tiếp theo câu 7. Trong đoạn văn mùa xuân của tôi, người viết sử dụng đại từ ngôi thứ mấy? A. Ngôi thứ 3, B. Ngôi thứ 2, C. Ngôi thứ nhất số ít, D. và ngôi thứ nhất số nhiều. Thì ở đây đó là đại từ, người viết đã sử dụng đại từ ngôi thứ nhất số ít. Như vậy các em sẽ chọn là câu C. Tiếp theo số 8. Dòng nào dưới đây không phải là thành ngữ? Nhà A. Nhà rách vách nát, B. Nhai kỹ no lâu cày sâu tốt lúa, C. Lanh chanh như hành không muối, D. ít ngồi đáy giếng. Thì cái câu, những câu ở dưới đây không phải là thành ngữ, đó là ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Tiếp theo câu số 9. Dòng nào dưới đây diễn đạt chính xác nội dung định nghĩa ca dao dân ca? A. Đó là những tác phẩm văn học truyền miệng, B. Đó là những cái bài thơ thuộc được truyền tụng từ xưa đến nay, C. Đó là những bài thơ, bài hát trữ tình dân gian, D. Đó là những cái bản nhạc do nhân dân lao động sáng tạo nên. Để diễn đạt chính xác nội dung định nghĩa ca dao dân ca thì dòng C là diễn đạt chính xác nhất, đó là những bài thơ, bài hát trữ tình dân gian. Như vậy câu 9 các em sẽ chọn là đáp án C. Tiếp theo câu số 10. Nhận xét nào đúng với bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyền Thanh Quang? A. Đó là một bài thơ đường, B. Đó là một bài thơ tứ tuyệt, C. Đó là một bài thơ nguyên văn bằng chữ Hán, D. Đó là một bài thơ làm theo thể đường luật. Thì cái bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyền Thanh Quang đó là bài thơ làm theo thể đường luật. Như vậy các em sẽ chọn là đáp án D. Rồi tiếp theo phần 2 La Mã là tự luận. Có thể chọn một trong các đề sau. Thì đây có là, ở đây có là 3 đề, đều là 3 đề tập làm văn. Thì các em sẽ chọn, phần tự luận các em sẽ chọn một trong 3 câu. Thì ở đây cô sẽ giải thích cho từng đề. Ở đề 1 là từ các bài thơ, bài ca Côn Sơn, Cảnh Khuya, Rằm Tháng Giêng, Sa Ngắm Thác Núi Lư trong Ngữ Văn 7 tập 1, hãy phát biểu những cái suy nghĩ và tình cảm của em về niềm vui sống giữa thiên nhiên. Thì ở câu số 1 này là các em sẽ phát biểu cái suy nghĩ và cái tình cảm của em về niềm vui sống của thiên nhiên. Thì ở đây cô sẽ gợi ý cho các em một cái dạng ý như sau.
A mở bài, một mở bài. Thì các em sẽ giới thiệu về cái tài chung trong các bài ca Côn Sơn cảnh khuya rằm tháng giêng sao ngắm đó, núi Lương. Cái khái quát suy nghĩ, nêu khái quát suy nghĩ của em về niềm vui sống giữa thiên nhiên, thiên nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Tiếp theo là thân bài. Thân bài thì các em nêu thiên nhiên được thể hiện đặc sắc qua các bài thơ trên với vẻ phong phú, sinh động, tươi đẹp qua cái hình ảnh là trong rừng thông mộc như đêm, sông xuân nước lẫn bầu trời thêm xuân, nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Thiên nhiên là nơi con người cư trú an nhàn, thể hiện cái niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Nêu có những cái suy nghĩ và tình cảm của em về niềm vui sống giữa thiên nhiên. Thiên nhiên tươi đẹp, trong lành, nơi nuôi dưỡng con người. Thiên nhiên nơi con người chia sẻ mọi tâm tư và mọi tâm sự vui buồn. Con người luôn có khát vọng sống giữa thiên nhiên. Ba là kết bài nêu tình cảm của mình với những bài thơ gợi cảm hứng về thiên nhiên. Rồi tiếp theo là đề 2. Từ các văn bản mẹ tôi những câu hát về tình cảm gia đình. Bạn đến chơi nhà trong văn bản trong ngữ văn 7 tập 1 hãy phát biểu những suy nghĩ và tình cảm của em về cái hạnh phúc được sống giữa cái tình yêu của mọi người. Thì mở bài, các em sẽ nêu đề tài của các văn bản mẹ tôi những câu hát về tình cảm gia đình. Bạn đến chơi nhà trong sách ngữ văn 7 tập 1 đó là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, cảm động sâu sắc. Những suy nghĩ và tình cảm của em về hạnh phúc được sống giữa cái tình yêu mọi người. Tiếp theo là thân bài. Tình cảm giữa những người thân được biểu hiện qua các văn bản mẹ tôi những câu hát về tình cảm gia đình. Bạn đến chơi nhà, tình cảm gia đình tha thiết, tình cảm bạn bè chân thành cảm động. Những cái suy nghĩ và tình cảm của em về cái hạnh phúc được sống giữa tình yêu của mọi người. Nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc của em với người thân, bạn bè, em luôn tôn trọng, nâng niu, gìn giữ những tình cảm đáng quý ấy. Niềm hạnh phúc của em khi được sống trong cái tình yêu thương của mọi người, đó cũng là động lực giúp mọi con người bước qua khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Kết bài, các em sẽ nêu bài học của em về việc phải biết yêu thương, trân trọng những người thân của mình. Rồi bây giờ tiếp theo là đề số 3. Từ các văn bản cổng trường mở ra, cuộc chia tay của những con búp bê trong ngữ văn 7. Tập 1 hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buồn, tuổi thơ hoặc tình cảm với một cái đồ chơi thỏ nhỏ. Thì mở bài các em cần nêu là đề tài chung của văn bản cổng trường mở ra, cuộc chia tay của những con búp bê. Những cái tâm sự của em về niềm vui, nỗi buồn, tuổi thơ hoặc cái tình cảm với một món đồ chơi thỏ nhỏ. Thân bài, tâm tình tuổi thơ được thể hiện qua các văn bản cổng trường mở ra, cuộc chia tay của những con búp bê. Tâm sự của em về niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ, như là niềm vui thì được sống hồn nhiên, vô tư được quan tâm chiều chuộng, nỗi buồn là phải xa bạn bè thân yêu, những lần làm phiền lòng thầy cô, cha mẹ. Những cái suy nghĩ ước mơ thuở bé là động lực để em học hành phấn đấu. Kết bài, các em sẽ nêu cái ý nghĩa của những cái tâm tư tình cảm của tuổi thơ đối với em trong hiện tại và tương lai. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7. Sau khi xem xong, nếu em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.